Thanh Bình, chồng cũ Ngọc Lan, hoảng loạn cầu xin cộng đồng mạng thái độ lẩn trốn, tuyên bố đã rời bỏ showbiz. Diễn viên Thanh Bình vừa có bài đăng đáng chú ý, bất ngờ tỏ thái độ hoảng sợ, cầu xin sự bình yên từ dân mạng, mong muốn được ở ẩn, không còn đam mê hào quang của showbiz. Thanh Bình là nam diễn viên nổi tiếng và quen mặt với khán giả truyền hình trong nhiều bộ phim ăn khách như Đi qua mùa gió, Đối mặt, Tình ca phố. Sở hữu lối diễn xuất tự nhiên, vẻ ngoài điển trai khiến anh nhanh chóng ghi điểm trong lòng công chúng và được nhiều người yêu mến. Anh cũng từng có mối tình ồn ào với vợ cũ diễn viên Ngọc Lan. Dù đến với nhau và thực hiện lễ cưới trong sự chúc phúc của gia đình bạn bè, tuy nhiên đến năm 2019 cặp đôi đã xác nhận với truyền thông rằng đã đường ai nấy đi. Sau đổ vỡ hôn nhân với tình cũ Ngọc Lan, Thanh Bình cũng dần tập trung hơn vào sự nghiệp cá nhân. Riêng về phía Ngọc Lan, nữ diễn viên đang là mẹ đơn thân khi giành được quyền nuôi bé Louis. Tuy nhiên tên tuổi của cô cũng gặp phải nhiều sóng gió khi thời gian gần đây cô cũng dính vào những ồn ào không đáng có liên quan đến hợp đồng bảo hiểm từng gây bão dư luận cách đây không lâu. Tuy vậy, từ sau khi chia tay Ngọc Lan, anh cũng dần trở lại nghệ thuật nhưng Thanh Bình vẫn không tạo được nhiều dấu ấn nào cho công chúng. Thậm chí anh còn bị lôi vào nhiều ồn ào không đáng có liên quan đến vợ cũ, là người liên tục bị réo tên mặc dù bản thân không liên quan. Tên tuổi của Thanh Bình cũng dần không còn được nhớ đến qua những vai diễn mà chỉ là những thông tin tiêu cực đời tư cá nhân và đặc biệt là dính với mắt chồng cũ Ngọc Lan. Chọn cách lui về ở ẩn và tìm sự bình yên cho chính bản thân mình, Thanh Bình vẫn không được cộng đồng mạng buông tha. Theo đó, thời gian gần đây, anh vẫn liên tục bị gán ghép vào nhiều câu chuyện không đúng sự thật, khiến tên tuổi của anh bị lao đao trầm trọng. Mới đây, bất ngờ chia sẻ trên trang cá nhân về vấn đề này, Thanh Bình cũng đã có màn đăng đàn cầu xin dân mạng, mong để anh được yên, đừng réo tên anh bởi anh đã không còn mặn mà gì với showbiz. Cụ thể, Thanh Bình có đăng tải bài viết than thở với netizen: "Tôi ở ẩn rồi mà sao tin đồn thất thiệt cứ liên tục xuất hiện vậy ta? Mấy anh chị hay lấy hình tôi chế cháo thêm thất làm ơn tha cho tôi đi mà. Giờ tôi làm nông dân thôi chứ không ham hố gì nữa đâu." Bài đăng của Thanh Bình đã nhanh chóng khiến dân tình xôn xao, đồng thời hiểu rõ là anh chỉ muốn về vườn ở ẩn tránh xa hào quang và sự phức tạp của showbiz sau nhiều năm lăn lộn và trải nghiệm. Bên dưới bài đăng, một số khán giả còn để lại nhiều bình luận an ủi mong anh giữ vững tinh thần và đừng bận tâm vào nhiều điều tiêu cực. Bên cạnh đó, câu nói anh không còn ham hố gì nữa về showbiz khiến netizen cũng phần nào lo lắng, bởi nhiều người cho rằng có thể anh sắp giải nghệ chính thức hết duyên với nghệ thuật. Tuy nhiên đây chỉ là suy luận và không ai mong rằng sẽ là sự thật, bởi nếu không quan tâm đến đời tư thì không ai chối cãi rằng Thanh Bình có nét diễn xuất khá tốt. Hiện tại sau những đổ vỡ với Ngọc Lan thì Thanh Bình vẫn sống cuộc sống độc thân. Về con trai của cả hai thì bé được sống chung với mẹ, tuy nhiên nam diễn viên vẫn được thường xuyên thăm hỏi gần gũi con của mình. Ngọc Lan cũng từng cho biết bản thân cô không có cha nên rất hiểu được cảm giác tình cha con quan trọng như thế nào. Bởi vậy dù ly hôn nhưng cô vẫn rất cởi mở trong việc kết nối con trai với ba ruột. Bản thân Lan không có ba nên Lan bị thiệt thòi khá nhiều, mình thiếu sự ôm ấp bảo bọc, còn Louis là con trai nói sẽ khác. Theo quan điểm của Lan, cái gì cũng phải có gốc có rễ. Louis là đứa con trai được sinh ra có gốc có rễ đàng hoàng cho nên các quyền của bạn là bạn được quan hệ, được biết, được chơi và được yêu thương gốc rễ của bạn. Lan không muốn dạy con phải quên đi những điều đó, phải có từ những gốc rễ đó thì mới có được Louis. Đó là điều Lan dạy được con, Ngọc Lan chia sẻ. Bài đăng của Thanh Bình trên trang cá nhân vẫn đang được netizen chia sẻ rầm rộ. Nhiều lời chúc và động viên đang được liên tục để lại cho nam diễn viên, mong anh sớm ổn định tinh thần và sớm quay lại với nghệ thuật với những vai diễn mới dành tặng cho người hâm mộ của mình.